Người đàn bà bất hạnh. Ngồi yên lặng trước tấm di ảnh của chồng, cô nhớ lại ngày nhận tin chồng mất. Cả bầu trời như sụp đổ, ngôi nhà mới xây xong còn một đống nợ chồng chất. Vậy mà anh lại nỡ bỏ mẹ con cô mà đi. Hai vợ chồng cô đều là những người lao động chân tay, tích góp từng đồng một để vun vén cho tổ ấm nhỏ. Dương chồng cô làm nghề xây dựng, còn cô làm công nhân ở một nhà máy phân bón nhỏ gần nhà. Điều kiện hai bên gia đình cũng chẳng khá khẩm gì, nên khi lấy nhau, hai vợ chồng đều phải cố gắng tự lo. Cảm thấy căn nhà cũ khá chật chội, hơn nữa lại thấy vợ sắp sinh, nên Dương bàn với vợ vay mượn thêm để xây ngôi nhà mới. Vậy mà khi ngôi nhà vừa hoàn thành chưa được bao lâu thì anh đã gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đã cướp đi người chồng, người cha của một đứa trẻ sắp chào đời. Anh ra đi khi còn quá trẻ, để lại người vợ và đứa con thơ côi cút trong căn nhà mới, nhưng lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thời gian đầu sau cái chết của chồng, Huệ suy sụp lắm, nhưng vì nghĩ đến con, thương con, nên cô đành cất nỗi đau vào trong, gắng gượng vượt qua tất cả để lo cho con. Số nợ làm nhà vẫn còn đó, thế nên sinh xong được hơn một tháng là Huệ đã phải xin đi làm trở lại để kiếm tiền xoay sở cho mọi thứ trong nhà. Từ tiền bỉm, tiền sữa, tiền thuốc thang quần áo, bao nhiêu thứ tiền cần phải chi tiêu, lại còn khoản lãi ngân hàng hàng tháng nữa chứ. Nhắc đến khoản lãi ngân hàng, Huệ mới nhớ ra đã đến ngày nộp lãi ngân hàng rồi. Cô lại vội vàng đạp xe ra ngoài xóm. Thấy Huệ đến, bà Duyên, hội trưởng hội phụ nữ xóm liền bắt chuyện. Hôm nay không đi làm à, mà đi nộp tiền giờ này? Dạ không, hôm nay nhà có việc nên cháu xin nghỉ một hôm ạ. Ừ, công việc dạo này thế nào, có đủ chi tiêu cho hai mẹ con không? Không đủ cũng phải cố gắng cho đủ chứ bà. Một thân một mình cháu xoay đủ thứ, cái số cháu nó khổ vậy rồi biết làm sao được ạ. Ừ, thì nghĩ thoáng cho nhẹ đầu, thôi thì cố gắng vì con vì cái cháu ạ. Dạ vâng, cháu biết mà. Người ta có chồng cùng gánh vác mà còn chật vật ngược xuôi, huống chi đây có mỗi một mình cô gánh tất cả. Đúng là cái số khổ mà. Huệ trở về nhà thì thấy mẹ chồng cô đang ngồi ở chiếc bàn ngoài hiên. Bà cau có: dỗ đầu của chồng mà cô không mời anh em hay hàng xóm gì đến à? Huệ nhỏ nhẹ đáp: kinh tế eo hẹp nên con chỉ có thể làm một mâm cơm nhỏ để cúng chồng. Bây giờ nếu mời đông khách khứa đến mà không có gì cho họ gắp lên bát lên đũa thì cũng ngại, nên con chỉ mời bố mẹ và anh chị em trong nhà thôi. Thế cô đã cúng cơm đàng hoàng chưa? Dạ rồi ạ. Thôi thế được rồi, con lương nó không về được vì đang dở việc bên nhà chồng. Thôi tôi cũng về luôn đây. Mồm mép nào mà nuốt trôi bữa cơm cúng dỗ đầu con trai cơ chứ. Cô cứ ăn thoải mái cho no đi. Bà Thắm mẹ chồng Huệ buồn lòng khi mất đi đứa con trai quý báu của bà. Và đến bây giờ bà vẫn nghĩ mọi chuyện do Huệ mà ra. Khi Huệ và Dương vẫn còn đang hẹn hò, một người bạn của bà Thắm có mai mối cho Dương một cô gái đến từ gia đình giàu có. Dương tuy chỉ là một anh thợ xây bình thường, nhưng lại có ngoại hình sáng sủa, và anh cũng được mọi người nhận xét là một người tử tế. Cô gái kia cũng có tình cảm với Dương nên mong muốn được kết hôn với anh. Bà Thắm biết tin thì mừng lắm. Cả cuộc đời vợ chồng ông bà vất vả làm lũ, làm việc, nhưng vẫn chật vật đủ ăn đủ sống, chứ không có nổi đồng nào dư thừa. Nếu như con trai bà có thể lấy được vợ giàu thì cuộc đời anh sau này sẽ không còn bị cái nghèo đeo bám. Ông bà cũng có thể nhờ phước cô con dâu mà đỡ vất vả hơn. Bà Thắm ra sức hợp tác cho Dương và cô gái kia, nhưng nhận lại sự thờ ơ của anh. Bà Thắm tức giận nói: mối ngon dâng đến tận miệng mà mày còn không chịu nữa hả con? Mày định sống khổ sống sở mãi đấy à? Con đã có người mình muốn lấy làm vợ rồi, mẹ đừng ép con phải lấy người mà con không có cảm tình nữa. Còn với cái, mày nghĩ mẹ bày hư bày dại cho mày hay sao?
mày mà lấy con Huệ thì đời mày chỉ có khổ mãi thôi. Khổ hay sướng là do mình tự tạo lấy. Mẹ cứ tin tưởng ở con, con trai mẹ sẽ cố gắng thoát nghèo bằng hai bàn tay của mình. Đứng trước sự quả quyết của đứa con trai, cuối cùng bà Thắm cũng phải đồng ý cho Dương và Huệ kết hôn với nhau. Mặc dù trong lòng bà không hề ưng ý Huệ, bà vẫn có ý tiếc rẻ cô gái kia lắm. Mới kết hôn được khoảng một tháng thì Huệ mang bầu. Do sức khỏe của cô lúc đó khá yếu nên cô phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai trong suốt 9 tháng 10 ngày. Đó cũng là cơ hội để bà Thắm móc mỉa cô hơn. Ôi giời, con dâu nhà người khác mang bầu đi làm đến tận tháng thứ 8, tháng thứ 9 mới nghỉ ngơi. Con dâu nhà này xuất thân con nhà nghèo nhưng lại tính như tiểu thư, chỉ muốn ở nhà và hút máu chồng thôi. Khổ cho thằng con trai tôi quá. Huệ đã kiệt sức vì những cơn thai nghén dữ dội, nhưng vẫn không đau đớn bằng những lời nói sắc nhọn như dao cứa vào tim Huệ của bà Thắm. Huệ biết bà Thắm chưa bao giờ hài lòng với cô, nhưng cô không nghĩ bà có thể nói ra những câu vô tình như vậy trong thời gian cô đang mang trong mình giọt máu của con trai bà. Huệ sợ rằng khi mang thai, nếu cứ để tâm trạng buồn bã sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ, nên cô cố gắng bỏ ngoài tai những lời rên rỉ đay nghiến của mẹ chồng mà sống. May mắn cho Huệ khi có một người chồng tâm lý như Dương. Dương biết mẹ mình không ưa gì Huệ, nên anh đã quyết định xây nhà riêng ngay sau khi kết hôn, mặc cho sự phản đối của mẹ anh. Đôi vợ chồng trẻ cũng đã xác định rằng sẽ phải vay nợ nhiều cho đến khi ngôi nhà hoàn thành, nhưng họ cũng sẽ coi đó là động lực để cố gắng làm việc hơn. Tối muộn, sau khi tan làm, anh rời xa những cuộc nhậu để có thêm nhiều thời gian về nhà bên cạnh vợ. Hai vợ chồng cứ thủ thỉ trò chuyện với nhau suốt trong căn phòng nhỏ ở nhà bố mẹ chồng. Huệ ôm chặt Dương và nói: "Em thật may mắn khi lấy được anh làm chồng. Anh mới là người may mắn khi có cô vợ ngọt ngào như em. Chỉ một tháng nữa thôi là ngôi nhà riêng của chúng ta hoàn thành và con trai của chúng ta sẽ ra đời. Anh hứa sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con. Anh hứa đấy nhá, không được bắt nạt mẹ con em đâu đấy." Dương xoa đầu Huệ rồi cười rạng rỡ. Có những lời hứa người nghe vẫn còn nhớ rõ, nhưng người nói đã chẳng còn ở đó để thực hiện. Đêm mưa rét tháng 12 năm ngoái, Dương phải tăng ca đến tận 8 giờ tối mới về. Khi anh đã đi được nửa đường, trời bất ngờ đổ mưa lớn, nhưng xung quanh lại là rừng núi vắng vẻ, nên anh không thể mua được chiếc áo mưa để mặc, mà phải đội mưa tiếp tục đi trên con đường về nhà. Trời ngày càng mưa to gió lớn, ở đoạn đường đó đèn điện cũng không có, và anh đã xấu số bị một chiếc xe tải đâm vào. Khi mới bị tai nạn, vết thương của anh khá nặng, nhưng anh vẫn còn giữ được ý thức. Dương nhìn thấy tên tài xế xe tải xuống xe và lại kiểm tra xem anh còn sống hay không. Anh cố dùng những hơi thở yếu ớt để cầu xin tên tài xế đó có thể đưa anh tới bệnh viện, nhưng vì quá sợ hãi, lão ta đã trốn chạy. Còn Dương đã ra đi một cách oan ức như vậy. Đáng ra anh vẫn còn có thể sống được nếu được đưa đi cứu chữa kịp thời, nhưng rồi anh đã phải bỏ mạng trong cơn mưa lạnh lẽo ấy. Đến tận nửa đêm, khi không liên lạc được cho Dương, anh em họ hàng mới chia nhau ra đi tìm và phát hiện anh đã ra đi từ lúc nào. Xung quanh đó không có camera nên cũng chẳng thể tìm được hung thủ đã hại chết anh. Huệ cứ ở nhà đi qua đi lại, ruột gan nóng bừng đợi tin tức của chồng. Một hồi lâu sau, cô nhận được cuộc điện thoại của bố chồng. "Alo, nhà mình tìm được anh Dương chưa bố?" Bố chồng cô ngập ngừng. "Con bình tĩnh, nghe những lời bố sắp nói nha. Thằng Dương, nó không may bị tai nạn và đã không qua khỏi rồi." Trên bầu trời lúc đó, một tiếng sét dữ dội vang lên, và trong lòng Huệ cũng xuất hiện một tiếng sét dữ dội không kém như vậy. Huệ gặng hỏi lại bố chồng: "Bố nói cái gì cơ? Con nghe không rõ." "Thằng Dương, nó đi rồi." Huệ không giữ nổi bình tĩnh và vứt chiếc điện thoại xuống đất. Cô không hiểu những lời bố chồng nói là như thế nào.
Sao chồng cô đang khỏe mạnh lại có thể ra đi được? Cô không tin đó là sự thật. Huệ lao ra ngoài giữa lúc trời đang trút những đợt mưa lớn. Cô vừa khóc vừa lúi cúi tìm chiếc chìa khóa xe máy. Đúng lúc đó, bà Tâm hàng xóm chạy vội sang nhà và ngăn không cho Huệ đi ra ngoài. Bà ôm chặt lấy Huệ. Huệ ơi, cháu bình tĩnh lại, cháu phải nghĩ cho đứa con đang ở trong bụng chứ. Bác ơi, bác bỏ cháu ra, cháu phải đi tìm anh Dương, anh ấy chắc chắn đang chờ cháu. Không được, bố mẹ chồng cháu đã gọi về nhờ bác sang chăm sóc cháu. Cháu không thể đi đâu được, ngoài trời đang mưa to lắm. Bà Tâm và Huệ cứ giằng co nhau giữa cơn mưa lớn, cho đến khi Huệ kiệt sức vì mệt. Bà Tâm dìu Huệ vào trong nhà, rồi xoa bóp cơ thể cho cô và đắp thêm chăn cho cô. Huệ cứ khóc nấc mãi không thôi. Cô không biết phải sống tiếp thế nào khi không còn Dương trên cuộc đời này. Sau khi Dương mất, bố anh vì cú sốc quá lớn mà phát bệnh, rồi nằm liệt giường. Bà Thắm đau đớn khi mất đi đứa con trai, nhưng không lâu sau vẫn phải trở lại để làm việc, để chăm sóc người chồng già. Huệ thì loay hoay chăm bẵm đứa con đầu lòng và kiếm tiền trả lãi hàng tháng. Thỉnh thoảng khi sang thắp hương cho con trai, bà Thắm vẫn không ngừng buông những lời nói khó nghe. Nếu như ngày đó thằng Dương nó chịu nghe lời tôi mà lấy con bé kia thì cái kiếp sống của nó đã không hầm hiu như thế này rồi. Đen đủi cho nó khi lấy phải vợ có cái số sát chồng như cô. Tội nghiệp thằng con tôi. Một năm sau sự ra đi đột ngột của Dương, hôm nay Huệ mới cho phép bản thân mình tưởng tượng lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Những đêm dài không ngủ vì con quấy khóc, những ngày vội vã đi đi lại lại từ nhà máy về nhà cho con bú, những ngày chạy vạy khắp nơi để đủ tiền đóng lãi ngân hàng. Nhưng có lẽ những ngày khó khăn nhất trong số đó là những ngày cô nhớ nhung hình bóng của chồng. Có một anh chồng đã vượt qua sự cấm đoán của bố mẹ để rước cô về làm vợ. Có một anh chồng đã hết mực yêu thương chăm sóc khi cô đau ốm. Có một anh chồng đã hứa sẽ cùng cô đi qua bao nhiêu giông bão. Vậy mà cuối cùng anh ấy lại bỏ cô mà đi trước. Cô chẳng thể chấp nhận nổi sự thật đó và luôn tự dối lòng rằng à, có khi anh ấy đi làm ăn xa đâu đó nên mới nói dối mình và cả nhà thôi, rồi anh ấy sẽ sớm quay về với mình. Cô cứ đợi mãi một phép màu xảy đến với cuộc đời cô, nhưng chỉ nhận lại là sự thất vọng. Trước đây, khi nghe những lời cay nghiệt mà mẹ chồng nói, cô thầm trách mẹ chồng không biết cô đã làm sai gì khiến bà có ác ý với cô đến như vậy. Nhưng rồi thời gian trôi đi, cô bắt đầu cảm thấy có lẽ những lời mẹ chồng nói là đúng. Đáng ra cô không nên lấy Dương. Có lẽ chính cô là sự đen đủi kéo đến với cuộc đời Dương và khiến cho anh mất mạng. Cô sống với những mặc cảm tội lỗi với gia đình nhà chồng và cả với đứa con nhỏ không may mắn từ giây phút chào đời đã không có bố ở bên cạnh. Nhưng cuộc đời Huệ giống như một bộ phim đau thương vậy. Vận xui cứ tiếp tục đeo bám lấy cô. Cảm thấy sức khỏe trong người không được tốt, nhưng Huệ vẫn mặc kệ và đến nhà máy để làm. Chị Hương làm cùng xưởng với Huệ nhìn sắc mặt cô không khác gì người đang ốm nặng, liền lo lắng hỏi: em có sao không? Chị thấy sắc mặt em kém lắm. Huệ lắc đầu: em không sao, chắc do hôm qua em phải thức khuya vì thằng bé quấy khóc nên sắc mặt không được tốt. Chị không nghĩ đơn giản như vậy đâu, nhìn em không khác nào người ốm ấy. Chiều em xin nghỉ một buổi đi khám xem thế nào. Thôi chị ạ, nghỉ một buổi là mất tiền mua một bịch bỉm cho con em đấy, em cố được mà. Sức khỏe là quan trọng hơn hết. Chị biết em vất vả và kiếm tiền để lo cho đứa nhỏ, nhưng cũng nên nghĩ cho sức khỏe của bản thân mình. Nếu em ốm ra đó thì ai sẽ là người chăm sóc thằng bé? Huệ cười gượng: em biết rồi, cảm ơn chị đã lo lắng cho em. Để đến chủ nhật được nghỉ, em sẽ đi khám. Trước mặt chị Hường, Huệ vẫn cố tỏ ra là cô đang ổn, nhưng cô cảm nhận được sức khỏe của cô đang yếu đi trông thấy. Đến xế chiều, đầu óc cô quay cuồng, mắt cũng dần mờ đi.
Cô không nghe rõ những tiếng động hay tiếng cười nói đang diễn ra xung quanh. Cả cơ thể Huệ trở nên rệu rã. Cuối cùng cô ngất xỉu ngay trong nhà máy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Khi mở mắt dậy, Huệ thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Xung quanh là mùi thuốc, mùi người đi qua lại. Cô cảm thấy khó thở và muốn rời khỏi đó ngay tức khắc. Khi thấy Huệ đã tỉnh lại, chị Hương vội vàng nói: "Em tỉnh rồi đấy à? Đang làm dở thì em ngất xỉu, làm mọi người lo sốt vó." "Em không sao đâu, chắc là do em làm việc quá sức thôi. Mình về được chưa chị? Ngửi mùi bệnh viện khiến em mệt mỏi quá." "Chưa được, lúc nãy khi đưa em vào đây, chị thấy không an tâm nên đã nhờ bác sĩ khám tổng quát cho em luôn. Còn khoảng một tiếng nữa là có kết quả, có khó chịu cũng phải nhẫn nhịn thêm chút nữa mới được ra về." "Thôi được rồi, nhưng em chắc chắn là em không sao mà." Một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ gặp Huệ và đưa cho cô tờ kết quả, xác nhận cô bị u não. Bác sĩ nói thêm: "Cũng may là khối u lành và chưa lan rộng ra, nên việc phẫu thuật có thể loại bỏ hoàn toàn. Bệnh nhân nên nhập viện ngay để thăm khám và điều trị kịp thời." Lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai với Huệ. Rõ ràng bác sĩ nói cô có thể sống bình thường như bao người khác nếu như làm phẫu thuật. Nhưng bây giờ cô đang một thân một mình, gánh số nợ 20 triệu, nuôi một đứa con chưa đầy một tuổi. Tiền đâu ra để cô chữa bệnh cơ chứ? Huệ hỏi lại bác sĩ: "Nếu không làm phẫu thuật mà chỉ uống thuốc điều trị có được không bác sĩ?" "Với căn bệnh này, thuốc điều trị không có hiệu quả, mà chỉ có phẫu thuật mới chữa được dứt điểm. Dù bây giờ khối u này đang là khối u lành tính, nhưng nếu cứ để mãi, nó có thể chuyển biến xấu thành khối u ác tính." Chị Hương nghe thấy vậy liền khuyên Huệ: "Em nên nghe theo lời bác sĩ mà phẫu thuật đi. Nếu thiếu tiền chị có thể vay mượn giúp em." "Để em suy nghĩ đã, em chưa có thể quyết định được." Huệ xin phép bác sĩ về nhà để tĩnh dưỡng và hứa sẽ sớm trở lại bệnh viện để điều trị. Nhưng trong lòng cô còn chưa quyết định có phẫu thuật hay không. Nhìn đứa con trai bé bỏng mới lững chững tập đi khiến Huệ cảm thấy đau xót vô cùng. Con trai cô đã thiệt thòi vì không có bố. Bây giờ mẹ nó lại mắc căn bệnh nguy hiểm. Nếu như cô không làm phẫu thuật thì con trai cô có khả năng sẽ mất luôn cả mẹ và thành trẻ mồ côi. Nhưng bây giờ muốn phẫu thuật thì cô phải lấy ở đâu ra số tiền lớn như thế? Những chỗ đã có thể vay mượn, cô đều đã vay hết rồi. Cô không biết phải làm gì với tình hình hiện tại. Cả tối hôm ấy, cô không tài nào ngủ được. Cô đi ra ngoài phòng ngủ và nhìn lên di ảnh của chồng trên bàn thờ rồi khóc lóc. Nếu như giờ này có anh ở cạnh để bảo vệ mẹ con cô thì thật tốt. Một năm nay, khó khăn nào cô cũng đã từng đối mặt. Cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ cuộc sống vì còn đứa con nhỏ bên cạnh. Cô chỉ mong ông trời cho cô thật nhiều sức khỏe để làm việc và trả bớt số nợ trong tay. Nhưng giờ đây, đến ông trời cũng đã không đứng về phía cô nữa. Cô thấy cuộc đời mình chẳng khác nào bầu trời đêm đen kịt ngoài kia vậy. Sáng hôm sau thức giấc, Huệ vẫn tất bật dọn dẹp nhà cửa, cho con trai ăn và mặc quần áo để chuẩn bị đi làm. Tiếng chó sủa inh ỏi ngoài ngõ khiến cô thấy lạ. Cô thầm nghĩ không biết ai lại tìm đến nhà vào lúc sáng sớm như vậy. Cô vội vàng chạy ra mở cổng thì thấy mẹ ruột tìm đến. Huệ không tin vào mắt mình. Bà Hương, mẹ ruột của Huệ, đành thúc giục: "Sao cứ đứng ở đó mãi thế? Con không định mở cửa cho mẹ vào à?" Câu nói của bà Hương đã kéo tâm trí Huệ về với thực tại. Cô vừa lúi húi mở cửa vừa cất tiếng hỏi: "Sao mẹ lại đến đây vậy? Ai ở nhà chăm sóc bố? Bố con dạo này đã có thể tự đi lại và vệ sinh cá nhân rồi. Con vô tâm quá, lâu lắm rồi con không gọi về hỏi thăm bố mẹ." "Không sao đâu, con lao làm lụng rồi chăm con nhỏ vất vả, chứ có phải ngồi chơi thong dong đâu. Đừng tự trách mình, thôi vào trong nhà rồi mẹ con mình nói tiếp." Huệ cầm phụ mẹ túi đồ đạc lỉnh kỉnh mà bà mang từ nhà đến. Nào là thịt cá, hoa quả, đồ ăn vặt, rồi còn cả thuốc bổ nữa. Huệ mỉm cười nhìn mẹ: "Những thứ này ở đâu họ cũng bán đầy, sao mẹ phải vất vả mang đến đây làm gì?"
Thừa còn hơn thiếu, có sao đâu con. Huệ nhìn mấy hộp thuốc bổ não trong túi đồ mà mẹ mang tới, cô thắc mắc. Dạo này mẹ không khỏe hay sao mà mẹ mang cả thuốc bổ não thế này? Cái đó mẹ mua cho con. Sao lại mua cho con? Mẹ nghe cái Hưởng nó nói hết cả rồi, con mau chuẩn bị mà đi phẫu thuật đi. Huệ ngơ người trước câu trả lời tỉnh bơ của bà Hương. Chị Hưởng không chỉ đơn giản là người đồng nghiệp của Huệ, mà chị ấy còn là người đồng hương hiếm hoi của Huệ ở mảnh đất này. Khi nhận được kết quả bị u não, thấy Huệ ngập ngừng chưa biết có nên làm phẫu thuật hay không, chị Hương đã nhanh chóng gọi điện cho bà Hương để nhờ bà khuyên nhủ cô con gái. Bà Hương là mẫu phụ nữ độc lập, quyết đoán và không hay nói những lời đường mật. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà không thương con. Lúc chồng Huệ mất, bà muốn xuống quê chồng Huệ để giúp đỡ cô việc sinh nở và chăm cháu. Nhưng chẳng may bố Huệ lại phải nhập viện vì căn bệnh tiểu đường tiến triển nặng. Bà đành phải ở nhà chăm sóc chồng. Nhưng hàng tháng bà vẫn đều đặn gửi tiền cho Huệ để cô đỡ vất vả. Khi nghe mẹ nói vậy, Huệ biết mẹ đã biết hết mọi chuyện. Huệ dè dặt nói, con bây giờ làm còn không đủ ăn, lấy đâu ra tiền mà phẫu thuật? Bác sĩ bảo đây là u lành tính nên chắc không sao đâu, con lấy thuốc uống là được rồi mẹ. Con không phải lo chuyện tiền bạc, có bố mẹ lo liệu rồi. Nếu mà không phải phẫu thuật thì hôm qua bác sĩ còn muốn giữ con lại nhập viện ngay làm gì. Nhưng bố mẹ lấy đâu ra tiền chứ? Bố mẹ có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ để dành khi không còn làm lụng gì được. Con cầm số tiền đó mà phẫu thuật. Sao con có thể nỡ lòng nào cầm những đồng tiền bố mẹ vất vả kiếm được chứ? Bây giờ bố mẹ đưa cho con rồi, sau này bố mẹ lấy gì mà dùng chứ? Bố và mẹ chỉ có con là con. Bây giờ con bị bệnh, người nào làm bố mẹ có thể để yên cho con cái mắc bệnh mà không cứu chữa được chứ? Tiền có thể kiếm lại được, mẹ vẫn đang khỏe lắm, bố con cũng khỏe lại rồi. Cho dù như vậy cũng không được, con đã làm được gì cho bố mẹ đâu cơ chứ? Con chỉ cần khỏe mạnh thôi là được. Bố mẹ không sinh con ra để bắt con phải làm gì cho bố mẹ. Nếu con không nghĩ cho bố mẹ thì hãy nghĩ cho thằng Hoàng, con trai của con. Nó chỉ có con là người thân bên cạnh thôi. Những lời bà Hương nói chẳng sai câu nào, nhưng Huệ vẫn cảm thấy vô cùng áy náy khi cầm số tiền mà bố mẹ cô khó khăn tích góp được. Bà Hương nói thêm, mẹ đã quyết thế rồi, lần này con hãy nghe theo lời mẹ đi. Sáng hôm ấy, bà Hương bắt Huệ phải nhập viện ngay. Sau khi bác sĩ làm kiểm tra lại một lần nữa, cô được xếp lịch mổ ngay ngày hôm sau. Tối hôm ấy, bà Hương bế cả thằng Hoàng vào bệnh viện với Huệ. Cô nhìn thằng bé với ánh mắt lưu luyến. Bà Hương cất tiếng hỏi, mẹ chồng con dạo này thế nào? Bà ấy có còn nói những lời khó nghe với con không? Vẫn như vậy thôi ạ. Có lẽ mẹ chồng con nói đúng. Nếu như không lấy con, anh Dương có thể sống bình thường như bao người khác. Bà Hương quát Huệ, con đừng ăn nói hồ đồ. Chuyện thằng Dương bị tai nạn và ra đi chẳng ai muốn. Mẹ thấy tội nghiệp thằng bé, nhưng mẹ cũng tội nghiệp con gái mẹ khi đang còn trẻ mà đã trở thành quá phụ và phải một mình gánh vác bao nhiêu thứ. Mẹ không biết trong thời gian qua bà ấy đã nói những gì về con, nhưng con đừng nhận hết tội lỗi về mình. Con chỉ là một đứa trẻ đáng thương thôi. Huệ khóc lóc khi nghe những lời nói chân thành của mẹ cô. Huệ tự thấy thương cho hoàn cảnh của mình và thương cho cả bố mẹ cô, khi cô không thể làm chỗ dựa cho họ mà chỉ tạo nên gánh nặng cho bố mẹ cô. Bà Hương nhăn mặt, thôi đừng khóc nhè nữa, con mau nghỉ ngơi đi để con lấy sức, tí còn vào phòng phẫu thuật nữa chứ. Con biết rồi, con sẽ không khóc nữa. Nhờ mẹ chăm sóc Hoàng trong lúc con phẫu thuật nhé. Bà Hương vỗ về lên đôi vai đứa con gái nhỏ cho đến khi Huệ an tâm đi vào giấc ngủ. May mắn là cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công và Huệ nhanh chóng tỉnh lại. Suốt thời gian Huệ nằm ở viện, bà Hương giúp Huệ chăm sóc con trai và dọn dẹp nhà cửa giúp cô. Huệ có một khoảng thời gian ngắn được người mẹ chăm sóc và nghỉ ngơi đúng nghĩa sau những ngày dài mệt mỏi kiếm sống. Suốt thời gian cô nằm viện, mẹ chồng cô có biết cô bị bệnh nặng, nhưng bà chẳng một lần ngó ngàng đến cô.
đến khi bác sĩ đồng ý cho Huệ xuất viện ra về, bà Hương vẫn không yên tâm khi để con gái một mình nơi căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng bóng người đàn ông. Bà Hương quyết định ở lại cạnh bên để chăm sóc cả hai mẹ con. Có mẹ ở bên cạnh, cuộc sống của Huệ đỡ vất vả hơn. Trong thời gian chưa thể trở lại nhà máy để làm việc, Huệ nhận những việc đơn giản về làm tại nhà như gấp hộp giấy. Một hôm, hai mẹ con Huệ đang ngồi ngoài hiên nhà gấp hộp thì bà Thắm có ghé qua. Biết bà Thắm không ưa gì con gái mình, cũng chẳng hỏi thăm khi con bé ốm, nên bà Hương cũng chẳng đoái hoài quay lại chào hỏi. Bà Thắm thấy bà Hương có mặt ở đó thì có lên tiếng chào. Chào bà Thông gia, bà đến đây có việc gì vậy? Bà Hương nhẹ nhàng trả lời, tôi nghe tin con gái ốm nên đến để chăm sóc nó. Vậy à, tôi có nghe hàng xóm nói Huệ bị ốm, nhưng không ngờ lại nặng đến mức mẹ ruột phải lên chăm sóc. Mình là người làm cha làm mẹ, làm sao có thể bỏ mặc con cái một mình xoay sở trong thời khắc sinh tử được chứ? Tôi vẫn cảm thấy hối tiếc vì không thể chăm sóc nó nhiều hơn, mà bây giờ mới có thể đến đây. Bà nói thế làm tôi áy náy quá. Bà Thông gia không cần phải áy náy đâu. Ai thương yêu con bé thật lòng sẽ tự nguyện làm cho nó. Tôi biết bà vẫn thầm trách móc con bé vì sự việc không ai xảy ra với Dương, nên tôi cũng không muốn bà phải miễn cưỡng chăm sóc con tôi. Nếu bà có thể hiểu cho tôi như vậy thì tốt quá. Thôi, tôi vào thắp cho thằng Dương nén hương rồi về cơm nước cho ông nhà. Bà ở chơi thong thả. Cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ giữa hai bà Thông gia khiến không khí trong nhà nặng nề hơn. Khi sức khỏe đã hồi phục lại, Huệ xin phép mẹ được đi làm lại. Bà Hương đồng ý nhưng vẫn hết lòng căn dặn. Con nhớ mang theo thuốc đi uống đầy đủ. Nếu thấy khó chịu trong người thì phải xin phép về nhà nghỉ ngơi ngay. Ở nhà việc chăm sóc Hoàng đã có mẹ lo. Thôi, mẹ về quê chăm sóc cho bố đi ạ. À, ở đây con tự lo được. Có mẹ đỡ đần không phải tốt hơn cho con sao? Con tự lo được thật mà. Và lại mẹ chồng con nhìn cũng không bằng lòng khi mẹ ở đây giúp con. Con sợ mẹ ở đây lâu, bà ấy sẽ kiếm chuyện rồi sinh ra cãi nhau. Vậy thôi, mẹ sẽ về. Nếu có chuyện gì phải gọi cho bố mẹ ngay đấy. Dạ, con biết rồi. Sáng hôm sau, bà Hương xách đống hành lý ra về. Khi đến, bà mang bao nhiêu là thứ cho mẹ con Huệ. Nhưng khi về, nhìn lại, bà chẳng mang cái gì của nhà Huệ về. Bà lưu luyến thơm má đứa cháu trai bé bỏng rồi vẫy tay chào Huệ. Huệ cố không cho nước mắt rơi xuống để mẹ cô có thể thoải mái ra về. Cô nhìn theo bóng dáng mẹ đang dần biến mất. Lúc này cô mới bật khóc thật to vì nghĩ đến cảnh làm lụng tối ngày, chẳng biết bao giờ mới có thời gian về thăm lại cha mẹ. Huệ lại trở về với công việc chính của cô nơi nhà máy. Ai nấy đều vui vẻ khi Huệ có thể chữa khỏi căn bệnh và trở lại làm việc. Huệ không may mắn hơn những người phụ nữ khác khi chồng cô mất sớm. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, nhưng có lẽ ông trời không lấy đi của ai tất cả. Cô có những người đồng nghiệp xem cô như chị em trong nhà. Có người hàng xóm tình nguyện chăm sóc cho con trai nhỏ của cô để cô yên tâm đi làm. Và hơn hết, cô có bố mẹ, dù ở xa nhưng tình yêu của ông bà dành cho cô luôn được ông bà gửi gắm qua những chuyến xe chất đầy đồ ăn. Huệ cố tìm kiếm những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống của cô để lấy động lực bước tiếp. Những ngày tháng yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, sóng gió lại tiếp tục ập đến ngôi nhà nhỏ của mẹ con Huệ. Chị Lương, chị gái của Dương, lấy chồng ở xa và đã có hai đứa con. Chẳng biết như thế nào mà mấy hôm nay Huệ thấy chị xách hành lý và đem theo đứa con út về bên nhà bà Thắm. Huệ không dám sang bên ấy hỏi han gì vì biết bà Thắm không thích mình. Có khi bà ấy sẽ nghĩ là chị sang đó để tọc mạch và đi bôi xấu con gái bà. Huệ vẫn đi làm bình thường. Đến tối muộn về nhà, cô thấy bà Thắm và mẹ con chị Lương đang ngồi trong nhà. Tất cả mấy người đó đều hướng ánh mắt nhìn về phía cô, như chỉ đợi giây phút cô đi làm về. Bà Thắm cất tiếng, chị Huệ đi làm về rồi đấy à? Dạ, con chào mẹ. Em chào chị Lương. Ừ, chị vào nhanh đi tôi bảo.
Dạ mẹ đợi con thay bộ quần áo. Huệ vội vàng thay bộ quần áo lao động rồi chạy vào nhà nơi mẹ chồng và chị Lương đang chờ đợi cô. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trông sắc mặt hai người đó nhìn không được tốt. Bà Thắm bình tĩnh nói: từ hôm nay, chị Lương và cu Tít sẽ về ở chung với hai mẹ con chị Huệ luôn. Huệ không hiểu ý mẹ chồng nói như thế nào. Cô thắc mắc hỏi lại: mẹ nói về ở chung là sao, con chưa hiểu lắm. Hai mẹ con chị Lương về đây chơi một thời gian, mà bên nhà tôi lại chật chội quá, nên phải cho mẹ con nó sang đây ở cho thoải mái. Ý chị Huệ thế nào? Dạ, nếu mẹ con chị Lương muốn ở đây thì con bằng lòng thôi ạ. Con không có ý kiến gì hết. Thế thì được rồi. Thôi, tôi phải về bên nhà để làm tiếp mấy việc nhà đang dang dở. Chị Huệ phụ mẹ con nó sắp xếp đồ đạc vào đi nhé. Sau khi mẹ chồng ra về, Huệ nghe theo lời mẹ sắp xếp chỗ ngủ cho mẹ con chị Lương ở căn phòng đang bỏ trống. Từ khi lấy về nhà chồng, Huệ mới gặp chị Lương một lần vào đám tang của Dương. Hai chị em chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với nhau, nên Huệ cảm thấy khá ngại ngùng khi ở chung với chị ấy trong cùng một ngôi nhà. Thấy chị Lương về ngoại chơi nhưng mang rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, Huệ thắc mắc: lần này về chị Lương ở chơi có lâu không mà mang nhiều đồ về thế ạ? Chị cũng không biết nữa. Nếu cảm thấy thích thì chị có thể ở lại đây luôn cũng nên. Chị Lương trả lời lại Huệ bằng một câu nói nửa đùa nửa thật. Huệ cũng không dám hỏi gì sâu xa hơn mà chỉ lặng lẽ dọn dẹp lại nhà cửa và ru đứa con ngủ. Huệ nào đâu có biết, cuộc sống của mẹ con cô bị đảo lộn hoàn toàn bởi sự xuất hiện của bà chị chồng này. Vẫn như thường lệ, Huệ đi làm vào sáng sớm rồi tranh thủ buổi trưa về cho con bú và nấu tạm bát mì tôm hay bát canh cho qua bữa, sau đó tiếp tục trở lại nhà máy làm việc. Nhưng từ khi có thêm mẹ con chị Lương ở đó, Huệ lại phải nấu một bữa trưa chỉn chu cho ba người ăn. Chị Lương cả ngày ở nhà chẳng biết làm những gì, nhưng không hề động tay động chân vào soạn sửa cơm nước. Chị ấy cứ đợi Huệ về làm mọi thứ. Có hôm công việc kết thúc muộn, về nhà Huệ còn bị chị Lương trách móc: em làm cái gì mà mãi bây giờ mới về thế? Mẹ con chị sắp chết đói đến nơi rồi đây này. Huệ không dám cãi lại gì, chỉ biết im lặng vào bếp phục vụ cho hai mẹ con chị Lương cả buổi trưa lẫn buổi tối. Cu Tít nhà chị Lương mới 5 tuổi nhưng sức ăn khỏe gần bằng người lớn. Nó cũng chỉ ăn những thức ăn ngon và đắt tiền, chứ không chịu ăn những thứ rẻ tiền. Riêng chi phí ăn uống mà hai mẹ con chị Lương về ở chung trong 2 tuần đã bằng số tiền Huệ có thể sống trong vài tháng. Tối đến, Huệ thường nhận công việc về nhà để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Nhưng bây giờ mỗi khi về nhà, cô phải loay hoay sửa soạn ăn uống cho cả gia đình đầy đủ món, phải dọn dẹp nhà cửa do thằng Tít bày bừa ra, khiến cô không có thời gian để làm thêm bất cứ việc gì nữa. Tối đến, cu Tít cũng thức trời mãi đến khuya và la hét ầm ĩ, khiến hai mẹ con Huệ mất luôn cả giấc ngủ. Huệ có ngỏ ý nhờ chị Lương trông hộ thằng Hoàng trong thời gian ở đây để đỡ phải phiền hàng xóm trông coi. Nhưng chị Lương không chịu, chị ấy tỏ ra vụng về: chị đâu có biết chăm trẻ con đâu. Ngày xưa chị sinh con ra đều nhờ mẹ chồng chăm sóc cả. Em đừng làm khó chị. Nghe chị Lương nói vậy, Huệ cũng đành thôi. Huệ cứ nghĩ đơn giản thôi thì mình cố chịu đựng vài ba hôm trong thời gian chị ấy ở đây, bởi quan hệ giữa cô và mẹ chồng đã không tốt. Bây giờ nếu đến cả chị chồng và Huệ cũng có xích mích, lời qua tiếng lại, thì hàng xóm ít nhiều sẽ dị nghị. Nhưng một tuần, hai tuần, ba tuần, rồi cuối cùng là đã hơn một tháng, chị Lương vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy muốn về quê chồng. Huệ có tâm sự hoàn cảnh hiện tại của mình với chị Hường. Chị Hường nghe vậy thì bực tức lắm. Người đâu mà vô ý vô tứ thế không biết. Em phải nói rõ ra chứ, cứ để im ỉm như thế à? Nhưng bây giờ em biết nói sao được, em sợ trong nhà xảy ra xích mích. Có xảy ra xích mích cũng phải nói, còn run xéo lắm cũng quằn. Em không nói ra bây giờ mà cứ mãi chịu đựng chỉ khiến cho sự việc thêm tồi tệ thôi. Gọi cả mẹ chồng em sang nữa mà giải quyết luôn một thể. Nghe những lời chị Hường nói cũng có lý, nhưng Huệ không biết lựa lời nói sao để chị Lương và mẹ chồng có thể hiểu cho hoàn cảnh của cô. Cả ngày hôm ấy,
Huệ không thể tập trung làm việc được mà cứ mải suy nghĩ về chuyện gia đình cô. Đến tối muộn, Huệ mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài làm việc liên tục 10 tiếng tại công ty. Nhìn nhà cửa bày ra bề bộn, chị Lương ở nhà cũng chưa cơm nước gì, khiến Huệ thêm áp lực. Vừa thấy mặt Huệ, chị Lương cất giọng nói: "Huệ này, chị nghĩ nhà mình phải mua thêm chiếc tivi mới được đấy. Cụ Tít nó cứ đòi xem phim cả ngày mà chị chỉ có mỗi cái điện thoại. Chị cũng phải sử dụng nữa nên không thể cho nó xem suốt được. Em mua thêm một cái tivi là tiện nhất luôn đấy. Sau thằng Hoàng nó lớn lên một chút, nó cũng cần xem mà. Cứ coi như là mua trước cho con. À mà không cần phải mua loại mới đâu, mua hàng cũ tầm 5-7 triệu là được rồi." Trước lời đề nghị hoang đường của chị Lương, Huệ đã không còn có thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cô quyết định hôm nay phải nói ra tất cả. Huệ cố giữ bình tĩnh để nói: "Chị Lương này, em định cố chịu đựng và không nói ra điều này đâu. Nhưng hôm nay em nghĩ không thể để cho tình trạng này kéo dài thêm được nữa. Em bắt buộc phải nói ra thôi." Chị Lương thắc mắc: "Chuyện gì mà em nghiêm túc đến đáng sợ thế?" "Em biết lâu lắm rồi chị mới được về quê chơi. Em cũng không biết bao giờ chị mới về lại nhà chồng. Nên em nghĩ trong thời gian ở đây, chị có thể giúp em một số việc này thì em sẽ cảm thấy biết ơn lắm. Thứ nhất, em mong chị có thể dọn dẹp đồ chơi mà cú Tít bày bừa ra và bảo thằng bé đi ngủ trước 10 giờ tối để mẹ con em có thể nghỉ ngơi. Thứ hai, em cũng không dư giả gì, trên vai em đang gánh một số nợ khá lớn và em phải chạy đôn chạy đáo hàng tháng mới đủ đóng tiền lãi và mua bỉm sữa cho con. Nên thật sự về khoản tiền ăn uống trong gia đình, em không có nhiều. Em nghĩ hai chị em mình nên chung tiền lại để mua thức ăn hàng ngày. Chị không đi làm nên em mong chị có thể sửa soạn nấu ăn luôn, chứ em đi làm về không có đủ thời gian để nấu nướng. Những việc nhà còn lại như giặt giũ, rửa bát, quét dọn em sẽ làm hết. Em chỉ mong chị có thể hỗ trợ em khoản cơm nước thôi. Đó là tất cả những gì em muốn nói." Chị Lương nghe xong thì tỏ rõ vẻ không hài lòng. Chị ấy mỉa mai: "Lâu lắm chị mới về quê thăm nhà, và ở nhà nhờ nhà em có mấy hôm mà em đã cảm thấy khó chịu như thế rồi à? Thời gian qua chị không thấy em nói gì nên cứ tưởng em là đứa ngoan ngoãn dễ bảo. Ai dè trong thâm tâm em lại trách móc chị như vậy. Thằng Tít nó đang là con nít, em phải tạo điều kiện cho nó được vui chơi thỏa thích chứ. Đằng này chưa gì em đã cấm đoán nó. Mẹ con chị cũng có ăn hết bao nhiêu đâu mà em tính toán chi li từng bữa cơm thế. Hôm trước chị cũng đã nói rồi mà, không phải chị không muốn làm việc nhà mà do chị vụng nên không thể làm được. Em khéo léo hơn thì đỡ đần chị một chút có sao đâu. Chị không ngờ em là đứa nhỏ nhen ích kỷ như thế đấy." "Không phải em nhỏ nhen ích kỷ mà. Thôi, chị không muốn tranh cãi với em nữa." Huệ còn chưa nói xong thì chị Lương đã bỏ vào trong phòng, không cho cô thêm cơ hội để giải thích. Huệ đã cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhất để chị Lương có thể hiểu cho hoàn cảnh của cô, nhưng cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà chỉ thêm xích mích trong nhà. Nhưng ít nhất Huệ đã nói ra được những tâm tư giấu kín bấy lâu nên lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mới tờ mờ sáng hôm sau, gà còn chưa gáy, mọi người còn đang say giấc thì mẹ chồng Huệ đã sang bên nhà cô thật sớm và làm ầm lên: "Chị Huệ đâu rồi? Chị ra đây tôi bảo." Huệ nhìn ra màn đêm tăm tối và đưa tay vừa lấy chiếc điện thoại bỏ trên cái ghế ở cạnh giường thì thấy mới 5 giờ sáng. Cô tò mò, không biết chuyện gì mà mẹ chồng cô lại đến đây sớm như vậy. Huệ buộc gọn tóc và tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh ngủ, rồi chạy nhanh ra mở cổng cho mẹ chồng. Huệ thắc mắc: "Có chuyện gì mà mẹ sang đây sớm vậy ạ?" "Có nhiều chuyện lắm, cô vào đây tôi hỏi." Huệ vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, không biết điều gì khiến mẹ chồng cô khó chịu như vậy. Vừa vào đến nhà, mẹ chồng cô đã bắt đầu đay nghiến: "Tôi không ngờ cô là cái loại người như thế đấy." "Mẹ nói vậy là sao ạ?" "Tại sao cô có thể nỡ lòng đuổi chị chồng cô ra khỏi nhà được chứ? Lương tâm cô có còn không vậy?" "Mẹ nói gì thế ạ?" "Cô đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Tôi đã nghe Lương kể hết rồi. Tối hôm qua cô đã làm ầm lên và đòi đuổi mẹ con Lương về nhà chồng. Lương nó bảo tôi nhẫn nhịn và thông cảm cho cô, bởi nó thấy cô tội nghiệp khi phải một mình nuôi con. Nhưng cả đêm hôm qua tôi tức không thể nào ngủ được. Tôi phải dậy từ sớm để sang đây dạy dỗ lại cô."
chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi. Con chỉ nói với chị Lương là mong chị ấy sẽ giúp đỡ con một số việc trong nhà và phụ thêm cho con tiền ăn, bởi kinh tế con không dư giả gì, chứ con không hề nói câu muốn đuổi chị ấy đi, và con cũng không hề có ý định đó. Tôi là người đẻ ra con Lương, nên tôi hiểu nó hơn ai hết. Bây giờ cô lại định bịa đặt nói xấu nó trước mặt tôi sao? Rốt cuộc là con người cô đổ nát đến mức này vậy sao? Đã mang số mệnh của kẻ sát chồng rồi, lại còn vô phép vô tắc, xem thường gia đình chồng nữa. Tôi đã làm gì nên chuyện, nên tội mà phải gánh nghiệp cho cô con dâu như cô chứ? Cho dù mẹ có tin con không, thì những lời con vừa nói đều hoàn toàn là sự thật. Để con gọi chị Lương ra đây, ba mặt một lời nói chuyện với mẹ và con. Cô để yên cho nó ngủ, đừng làm phiền nó thêm nữa. Cô nên nhớ, cái nhà này phần lớn tiền bạc bỏ ra đều là của thằng Dương con trai tôi. Nể cô phải chăm cháu tôi, nên tôi mới cho cô ở nhờ trong căn nhà này. Nếu không có thằng Hoàng, tôi đã đuổi thẳng cô ra khỏi cái nhà này từ lâu rồi. Mẹ nói như thế là không đúng. Cho dù mẹ có ghét con thế nào, thì căn nhà này được làm ra cũng có số tiền mà con đi làm gom góp mấy năm vào đó. Con cũng đang còng lưng để trả nợ dần dần. Căn nhà này cũng có đứng tên con. Mẹ không thể nói như con là đứa ăn nhờ ở đậu nơi này được. À, ngày trước cô còn tỏ ra nhu mì im lặng, cho dù tôi có nói cái gì, bây giờ cô mới lộ bộ mặt thật của mình nhỉ. Cô nên nhớ, tôi đủ sức để tống cổ cô rời khỏi đây đấy. Cô đừng có để tôi phải làm đến nước đó. Bà Thắm không ngừng buông những lời cay nghiệt với Huệ. Cô cảm thấy ấm ức, tức giận và cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Cô biết chắc chắn ở trong phòng, chị Lương đã nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi giữa cô và bà Thắm. Chính chị Lương đã nói dối với bà Thắm, khiến bà vốn đã ghét cô lại càng thêm lòng hằn thù hơn. Huệ biết bà Thắm sẽ không chịu tin cô, cho dù bây giờ cô có đến nhà và giải thích với bà thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nên cô đành chấp nhận, bà muốn nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần cô không làm gì khiến lòng phải hổ thẹn là được. Mấy ngày hôm sau đó, không khí trong nhà Huệ vô cùng nặng nề. Huệ đi làm về nhà vẫn thấy nhà cửa bề bộn, vẫn phải soạn sửa cơm nước cho mẹ con chị Lương, ở nhà ăn chơi từ sáng tới chiều và vẫn chẳng thể nghỉ ngơi đúng nghĩa cho dù là vào ngày nghỉ. Huệ đi chợ mua mấy đồ đạc cần thiết trong nhà thì thấy ở chợ mọi người đồn ầm ĩ việc chị Lương về ngoại ăn chơi hơn một tháng. Thì ra, không phải chị ấy về đây thăm quê một cách bình thường mà vì cãi cọ với chồng nên mới xách vali bỏ về đây. Câu chuyện cũng bắt đầu bởi sự lười biếng của chị Lương khiến bố mẹ chồng và chồng của chị ấy không thể nhân nhượng thêm. Cũng như việc chị Lương ăn không ngồi rồi ở nhà Huệ thì ở nhà chồng chị Lương cũng vậy, không chịu đi làm cũng chẳng chịu phụ giúp việc nhà. Hai đứa con của chị cũng một tay mẹ chồng nuôi lớn. Hai vợ chồng chị Lương thường xuyên cãi nhau về chuyện đó và trong một lần không giữ nổi bình tĩnh, anh chồng chị Lương đã tát chị một cái, khiến chị quyết định xách vali bỏ về quê mẹ. Những lời xì xào chê trách chị Lương ngày một lớn dần và đã đến tai bà Thắm. Khi Dương mất, mọi người xung quanh ai cũng thương ông bà vì số phận hẩm hiu đầu bạc phải tiễn đầu xanh. Nhưng giờ nghe tin Lương là đứa lười nhác, không làm tròn trách nhiệm của một người làm vợ, họ bắt đầu quay sang chỉ trích ông bà không biết dạy con, chiều hư con cái. Bà Thắm vốn là người có lòng tự trọng cao, nghe những lời nói đó khiến bà cảm thấy xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Cuối cùng bà đã phải bắt chị Lương về nhà chồng để mọi người không dị nghị thêm. Ngày mà mẹ con chị Lương xếp đồ đạc để ra bến xe, bà Thắm có sang phụ giúp. Dù biết con gái mình mới là người có lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là bà Thắm đã hết hiểu lầm với Huệ. Bà vẫn buông một câu nói chả mấy dễ nghe với Huệ. Bây giờ vừa ý chị rồi nhỉ? Một mình chị muốn làm gì thì làm trong căn nhà này rồi đấy. Huệ đã quá quen với những câu nói đó của mẹ chồng, nên cô cũng chẳng buồn giải thích thêm. Dù sao, cô cũng bớt đi được một gánh nặng khi mẹ con chị Lương không còn ở đây. Giờ chỉ có thể tập trung cày cuốc trả nợ và chăm sóc tốt đứa con của mình hơn. Huệ đã nghĩ thầm như vậy. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, Huệ vẫn chăm chỉ sống và nuôi nấng đứa con, sự kết nối duy nhất giữa cô và Dương còn hiện hữu trên cuộc đời này. Cái lạnh của mùa đông
cứ lần lượt kéo đến, và cũng đã được 5 năm ngày giỗ của Dương. Con trai cô cũng đã tròn 5 tuổi. Bận rộn với nhịp sống hối hả, với cơm áo gạo tiền, nhưng thỉnh thoảng những ký ức về ngày xưa cũ có Thắng ở bên cạnh vẫn còn hiện hữu sống động trong lòng cô. Năm nay Huệ mới 33 tuổi. Người ta nói con người ít nhất cũng sẽ sống thọ đến 60 tuổi. Huệ không thể cứ một mình trải qua những năm tháng dài đằng đẵng như vậy. Nhiều người khuyên cô nên đi bước nữa, nhưng trong đầu Huệ chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Huệ chỉ mong sao có thể nuôi dưỡng con trai thật tốt và trả hết số nợ gần 50 triệu còn lại. Nhưng duyên số vốn là thứ mà con người ta chẳng thể nào đoán trước được. Vào một ngày tháng 2 ấm áp, một người đàn ông tựa như nắng xuân đã xuất hiện trong cuộc đời Huệ và khiến cô yêu thêm một lần nữa. Nơi nhà máy Huệ làm việc, có tổ trưởng mới đến nhậm chức. Anh ấy tên là Quyền, đã 35 tuổi nhưng vẫn chưa vợ con gì. Khi anh mới đến, mấy chị gái trong tổ đều thắc mắc sao anh Quyền đẹp trai, sáng sủa như vậy lại vẫn đang độc thân và ra sức gán ghép với Huệ. Ban đầu Huệ cảm thấy khá khó chịu, bởi cô chỉ muốn ở vậy để tăng chồng và chăm con. Nhưng cô lại là tổ phó nên không thể tránh mặt Quyền được, mà phải hàng ngày nói chuyện bàn bạc công việc với Quyền. Thời gian tiếp xúc với nhau khá lâu, Huệ cảm thấy Quyền là một người đàn ông khá ổn. Cô cũng như bao người khác, tò mò không hiểu tại sao anh vẫn còn độc thân đến giờ này. Khi đã thân thiết hơn với Quyền, Huệ đánh liều hỏi: "Sao mãi giờ anh Quyền vẫn chưa lấy vợ thế?" Quyền dè dặt trả lời: "Trước anh có yêu một cô gái và cũng đã tính đến chuyện cưới xin, nhưng chẳng may cô ấy bị tai nạn và mất. Từ đó anh vẫn chưa thể quên được cô ấy và yêu thêm ai cả." Nghe anh Quyền kể về hoàn cảnh của mình, Huệ cảm thấy đồng cảm, bởi cô cũng như anh, vẫn mãi nhớ thương người đã rời đi mà không thể mở lòng với ai khác. Huệ cảm thấy đồng cảm với anh và dành nhiều sự quan tâm hơn cho anh. Ở nơi làm việc, hai người cũng khá ăn ý với nhau, nên công việc diễn ra khá thuận lợi và tổ mà Quyền và Huệ quản lý luôn đạt sản lượng cao nhất. Lương thưởng của mọi người cũng được tăng lên đáng kể. Thời gian gắn bó càng lâu, Huệ và Quyền càng mở lòng hơn với nhau và chia sẻ những câu chuyện riêng của hai người. Huệ kể cho Quyền nghe về đứa con trai kháu khỉnh nay đã vào lớp 1 và cô đã phải hóa thân thành người mẹ xấu xa mỗi khi dạy học cho con trai. Quyền rất chăm chú lắng nghe mọi lời cô nói và còn bảo Huệ cho anh xem ảnh của Hoàng nữa. Quyền cũng kể cho cô nghe việc bố mẹ anh mất sớm và anh phải làm lũ kiếm sống vất vả từ nhỏ. Ước mơ lớn nhất của anh không phải là giàu sang phú quý, mà là có một gia đình. Nếu như ở cạnh Dương, Huệ cảm thấy mình nhí nhảnh vui vẻ như một đứa trẻ thơ, thì ở cạnh Quyền, anh lại cho cô cảm giác được lắng nghe, thấu hiểu. Điểm chung giữa hai người đàn ông đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô, đó là điều khiến cô cảm thấy yên bình khi ở cạnh. Huệ cảm thấy có lỗi với Dương vì ngày càng dành nhiều thời gian cho Quyền. Nhiều lần cô đã cố đẩy Quyền ra xa để có thể hoàn thành lời hứa mà cô đã tự hứa với lòng là sẽ không yêu thêm ai, chỉ ở vậy để tang chồng. Nhưng trong trái tim con người đâu phải là thứ mà chúng ta có thể kiểm soát nổi. Nó vẫn cứ mãi hướng về một hình bóng mà ta không muốn nghĩ tới. Quyền cũng biết được Huệ đang cố đẩy anh ra xa. Tính anh vốn kiệm lời nên anh vẫn chứng minh tình cảm của mình bằng hành động. Mỗi buổi trưa, anh đều mua cơm và nước mang đến cho Huệ. Trách nhiệm kiểm lại hàng hóa cuối ngày là của tổ phó, nhưng Quyền vẫn tự nguyện ở lại giúp cô để cô có thể tan làm sớm về với con. Quyền còn thỉnh thoảng mua đồ chơi cho Hoàng rồi nhét vào túi của Huệ. Anh chưa bao giờ tìm đến nhà khiến cô khó xử. Tình cảm của hai người chỉ phát triển đơn thuần bằng những bữa cơm trưa ăn vội hay những câu chuyện chia sẻ lúc được nghỉ giải lao. Quyền đã mở lòng mình ra thêm một lần nữa. Sau một năm quen biết nhau, vào một buổi chiều được tan làm sớm, Quyền nắm lấy bàn tay Huệ rồi nói: "Mình về sống chung với nhau được không Huệ?"
Huệ khá bất ngờ trước lời đề nghị sống chung đó của Huyền. Cô cứ nghĩ anh sẽ tỏ tình với Huệ, rồi đề nghị hẹn hò. Huệ thắc mắc hỏi lại, anh nói sống chung nghĩa là gì? Nghĩa là mình cưới nhau đi. Nhưng chúng ta còn chưa hẹn hò mà. Anh nghĩ cả một năm qua đã đủ cho chúng ta hiểu rõ về con người của nhau rồi. Anh nghĩ chúng ta có thể là một đôi vợ chồng tốt với nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Anh cũng biết sẽ khó khăn cho em để đưa ra quyết định, nhưng anh mong em hiểu anh thật sự chân thành và cũng đã suy nghĩ rất lâu để nói ra những lời này. Mong em hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh. Huệ về nhà và ngẩn ngơ suy nghĩ về lời cầu hôn đường đột của Quyền. Cô biết anh là người tốt, cô cũng không thể dối lòng về tình cảm của mình. Nhưng còn Dương thì sao? Nếu bây giờ cô kết hôn với Quyền, liệu Dương nơi suối vàng có hận cô hay không? Anh có thầm trách cô vì đã bỏ anh mà đi theo người đàn ông khác không? Tối hôm ấy, Huệ không ngủ ngon giấc. Cô xoay sở mãi mới có thể chợp mắt. Cô mơ thấy Dương, và đó cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện trong giấc mơ của cô trong suốt 6 năm qua. Trong mơ, hình bóng anh xuất hiện mờ ảo. Huệ cất tiếng gọi, có phải anh Dương không? Dương mỉm cười, đã quá vất vả cho em suốt thời gian vừa qua rồi. Anh xin lỗi vì đã bỏ hai mẹ con mà đi trước. Hãy đến với người đàn ông đang dành tình cảm chân thành cho em đi. Nhưng còn anh thì sao? Anh không sao mà. Nhìn em khổ sở, sao anh có thể vui được chứ? Em phải được hạnh phúc. Chỉ cần mỗi năm em dành một ngày để thương nhớ anh, đó là vào ngày giỗ của anh là được. Em xin lỗi. Em đừng nói như thế. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Đây là tâm nguyện cuối cùng của anh. Nói xong câu đó thì Dương cũng biến mất cùng với giấc mơ. Huệ tỉnh dậy với bao nhiêu suy nghĩ còn dang dở. Cô đi ra ngoài phòng khách và nhìn lên ảnh thờ của Dương. Nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi. Huệ vẫn không đồng ý ngay với lời cầu hôn của Quyền, nhưng anh cũng không hề từ bỏ. Sau đó 2 tháng, Huệ mới chấp nhận Quyền và dẫn anh về thưa chuyện với bố mẹ cô. Bố mẹ Huệ đồng ý ngay với việc cô đi bước nữa. Ông bà mừng rỡ khi thấy cô con gái đã tìm được một người đàn ông chín chắn chân thành để dựa dẫm những năm tháng sau này. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ chính là ở mẹ chồng của Huệ. Ngày chủ nhật được nghỉ, sau khi dọn dẹp lại nhà cửa và sắp xếp lại những lời cần nói trong đầu, Huệ quyết định đến nhà bà Thắm để thưa chuyện. Đã bao năm trôi qua, nhưng ánh mắt mà bà Thắm nhìn Huệ vẫn chẳng hề khác với ngày cô mới về làm dâu cái nhà này là bao. Huệ dè dặt mở lời, thưa mẹ, hôm nay con sang đây là có chuyện muốn thưa với mẹ. Chuyện gì mà chị có vẻ căng thẳng thế? Con muốn xin phép mẹ cho con đi bước nữa ạ. Cô nói cái gì cơ? Đi bước nữa? Cô có đang tỉnh táo không vậy? Chồng cô mới mất 6 năm thôi đấy. Con biết mẹ sẽ khó chấp nhận. Chính con ban đầu cũng rất khó chấp nhận bản thân mình như vậy. Nhưng giờ con không thể tự dối lòng mình hơn nữa. Con đã có tình cảm với một người và con mong muốn được sống cùng với người đó. Nhưng con vẫn sẽ nhận trách nhiệm làm dỗ cho anh Dương và nuôi nấng Hoàng nên người. Mong mẹ chấp thuận cho con. Bà Thắm bắt đầu làm ầm lên. Ông trời ơi, ông xuống đây mà xem. Sao mà nhà tôi vô phúc thế này? Con trai mất chưa lâu mà con dâu tôi nó đã đi theo giai rồi. Tội nghiệp con trai tôi quá thôi. Con xin mẹ đừng nặng lời như vậy. Con trai tôi vất vả xây dựng được ngôi nhà mà nó chưa được ở ngày nào. Bây giờ con dâu tôi nó lại định rước người khác vào ở, tôi phải biết làm sao đây. Mẹ ơi, con chưa bao giờ có ý định sẽ sống với người đàn ông đó ở trong ngôi nhà hiện tại. Nếu con đi bước nữa, con sẽ sinh sống ở nơi khác. Còn căn nhà đó, con sẽ không động đến. Thế là cô vẫn quyết sẽ lấy chồng khác đúng không? Dạ, con xin lỗi mẹ. Nếu cô quyết tâm lấy chồng mới thì không chỉ căn nhà đó mà cô phải giao cả thằng Hoàng cho tôi nuôi. Tôi không thể tin tưởng để cho cháu tôi sống với bố dưỡng nó được. Hoàng là con trai con, mẹ không thể chia cắt mẹ con chúng con như vậy được.
Nó là cháu trai tôi. Còn từ ngày hôm nay, cô không còn là con dâu tôi nữa. Nếu cô suy nghĩ lại về việc kết hôn, tôi sẽ tha thứ cho cô. Bằng không, tôi sẽ tìm mọi cách đuổi cổ cô ra khỏi nhà của con trai tôi và giành lại cháu trai. Cô hãy nhớ rõ. Nói xong, bà Thắm dùng hết sức đẩy Huệ ra khỏi ngõ, khiến cô bị xây xước, chảy máu ở vùng cánh tay. Huệ vừa ôm nỗi đau trong lòng khi mẹ chồng hiểu nhầm cô, và cộng thêm nỗi đau về thể xác hằn trên đôi tay, Huệ không dám kể chuyện mẹ chồng đánh chửi cô cho quyền và bố mẹ cô nghe, mà chỉ dám tâm sự với chị Hường. Nghe xong câu chuyện, chị Hường bình tĩnh nói: "Em không phải sợ gì hết. Căn nhà đó có công sức và tên em trong đó, nên bà ta không thể nào cướp đi được. Thằng Hoàng cũng vậy. Em có công việc đàng hoàng và là mẹ ruột của nó. Nếu em lấy chồng thì em vẫn có thể đường đường chính chính tiếp tục nuôi thằng bé. Bà ấy có kiện cũng chẳng thể nào được. Pháp luật chắc chắn sẽ đứng về phía em. Em không phải lo sợ những điều đó, mà em buồn lòng vì không nhận được sự chấp nhận của mẹ chồng. Nếu bà ấy không chấp nhận, em cũng không thể nào đi bước nữa mà lòng thanh thản được. Khổ thân em tôi. Vốn dĩ bà ấy đã không ưa em rồi, thì làm sao có thể dễ dàng hoan hỉ cho em lấy chồng mới được cơ chứ?" Cuộc nói chuyện của Huệ và chị Hường cũng chẳng thể nào tìm được đáp án mà Huệ cần cho hoàn cảnh của cô hiện tại. Mấy ngày sau, chính bà Thắm là người đã đi loan tin khắp xóm làng rằng Huệ muốn đi thêm bước nữa và kể khổ với mọi người để gây áp lực với Huệ. Có người tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của ông bà khi đã không còn con trai, con gái lấy chồng xa, bây giờ con dâu muốn đi tìm hạnh phúc riêng. Nhưng cũng có người cảm thấy thương cảm cho Huệ vì cô vẫn đang còn trẻ, cô nên có cơ hội để ở cạnh người đàn ông đáng tin cậy và sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Câu chuyện về gia đình bà Thắm và Huệ trở thành tâm điểm bàn tán của cả xóm suốt mấy ngày nay. Huệ càng cảm thấy khổ sở hơn khi cuộc sống cá nhân và mưu cầu hạnh phúc của cô bị mọi người chỉ trỏ phán xét. Cô sợ rằng mình khó có thể sống hạnh phúc, bởi có biết bao nhiêu con mắt đang ngày ngày dõi theo mọi nhất cử nhất động của cô. Những tai ương cứ tiếp tục ập đến gia đình bà Thắm. Chuyện Huệ muốn kết hôn còn chưa giải quyết xong thì bà Thắm bất ngờ phải nhập viện vì lên cơn đau tim. Sáng hôm ấy, Huệ đi sang nhà bà Thắm để đưa cho bà một con gà đã làm thịt sạch sẽ để ông bà tẩm bổ. Biết bà không muốn nhìn thấy mặt mình, nhưng dù gì cô vẫn là con dâu trong nhà, cô không thể bỏ mặc ông bà được. Cô đi đến ngõ và chỉ định treo con gà ngoài cổng rồi trở về, nhưng lại nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi trong nhà. Huệ ngó qua những lỗ nhỏ trên chiếc cổng vào sâu bên trong thì thấy bà Thắm đang nằm giãy giụa nơi sân. Huệ hoảng quá hét lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Nhưng không thấy bà trả lời. Huệ không biết làm thế nào để mở khóa cổng, nên cô bèn trèo tường vào và gọi xe cứu thương, sau đó liên tục sơ cứu cho bà. Chiếc xe cấp cứu chở bà Thắm và Huệ đi đến một bệnh viện lớn trong huyện. Trong suốt thời gian ngồi trên xe, Huệ liên tục cầu nguyện cho bà Thắm tai qua nạn khỏi. Bà Thắm luôn đem lòng ghen ghét cô, nhưng Huệ chưa bao giờ có ý nghĩ xấu xa với bà, bởi bà là mẹ của người mà cô đã từng hết lòng yêu thương. Đến bệnh viện, bác sĩ thông báo với Huệ là bà Thắm bị nhồi máu cơ tim. May mắn Thắm phát hiện kịp thời nên mới có thể phẫu thuật và giữ được tính mạng. Vốn căn bệnh này không phải là căn bệnh khó chữa, nhưng là căn bệnh quyết định sự sống chết của con người bằng thời gian. Bác sĩ nói nếu chỉ chậm 10 phút nữa thôi là bà Thắm đã không qua khỏi. Huệ cảm ơn trời đất vì đã có thể cứu sống được bà Thắm. Suốt dọc đường đến bệnh viện, khi bà Thắm đang phẫu thuật, Huệ không thể thở nổi. Chỉ khi bác sĩ thông báo với cô như vậy, Huệ mới có thể bình tĩnh lại và hít thở bình thường. Huệ xin nghỉ việc tạm thời ở nhà máy để đến bệnh viện chăm sóc cho bà Thắm. Còn cô con gái yêu của bà, chị Lương, dù nghe tin mẹ ốm nhưng vẫn không thấy một lần ghé đến thăm bà, chứ không nói đến chuyện chăm sóc lúc bà đau ốm. Huệ âm thầm làm mọi việc, từ nấu ăn đến phụ bà tắm rửa và dìu dắt bà đến phòng phục hồi chức năng. Còn bà Thắm bình thường khi nào cũng nói những lời không hay với cô, nên bây giờ lúc ốm đau được cô chăm sóc, bà cảm thấy có chút ân hận về những gì mình đã làm.
Một số người hàng xóm đến thăm bà Thắm tại bệnh viện cũng đã chứng kiến cảnh cô con dâu tận tâm chăm sóc mẹ chồng. Họ nói với bà xem, lúc đau ốm con Huệ nó chăm sóc bà tốt như thế nào. Chuyện con trai bà đi sớm nó cũng không hề mong muốn, nên bà đừng quá hà khắc với nó vì chuyện đã xảy ra nữa. Và lại nó cũng đang còn trẻ, nếu có thể bà hãy tác hợp cho nó với người mà nó muốn kết hôn đi. Bà Thắm chỉ im lặng lắng nghe những lời người hàng xóm nói. Vừa thoát chết trở về, trong đầu bà vô vàn những suy nghĩ phức tạp. Đến ngày xuất viện ra về, Huệ chu đáo chăm sóc bà cho đến khi bà về đến căn nhà quen thuộc. Nhìn vẻ mặt bà Thắm cũng thư giãn hơn khi rời khỏi bệnh viện, bà cất tiếng nói với Huệ. Chị Huệ, lại đây tôi bảo. Dạ mẹ, cần gì không để con lấy ạ? Không có, tôi muốn nói đến cái chuyện chị muốn đi bước nữa ấy. Tôi đồng ý cho chị đấy. Huệ ngạc nhiên xen chút xúc động. Mẹ nói thật không ạ? Tôi nói thật, nhưng chị phải hứa không để thằng Hoàng phải chịu thiệt thòi khi chung sống với chồng mới của chị. Và ngôi nhà hiện tại mẹ con chị đang ở sẽ để lại cho thằng Hoàng. Vì dù sao nó cũng là nhà làm trên đất nhà tôi, và có mồ hôi nước mắt của con trai tôi bỏ ra. Tất nhiên rồi ạ, Hoàng là con trai con yêu thương nó hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này. Con chắc chắn sẽ không để thằng bé phải chịu tổn thương. Còn ngôi nhà, khi nào Hoàng đủ tuổi, con sẽ sang tên cho thằng bé. Con cũng sẽ tạo dựng tổ ấm mới ở một nơi khác, chứ không phải ở ngôi nhà đã từng lưu giữ kỷ niệm của con với anh Dương đâu ạ. Được thế thì tốt. Thôi, chị về nhà với thằng Hoàng đi, chắc là nó nhớ mẹ lắm đấy. Huệ rời khỏi nhà mẹ chồng với một tâm trạng hạnh phúc vô cùng. Cô cứ tưởng rằng sẽ không thể nào kết hôn mà nhận được sự đồng ý của bà. Nhưng cuối cùng bà cũng đã chấp thuận cho cô. Về đến nhà, cô ôm chầm lấy Hoàng và nở một nụ cười rạng rỡ. Thằng bé cũng ôm chặt lấy cô sau những tháng ngày xa cách. Huệ lấy điện thoại gọi cho Quyền. Đầu dây bên kia Quyền nhanh chóng bắt máy. Alo, anh Quyền à? Ừ, anh đây. Em về đến nhà chưa? Em về rồi. Em muốn thông báo cho anh một tin vui. Mẹ chồng đã chấp nhận cho chuyện của chúng ta rồi. Anh biết sẽ là như vậy mà. Em đã vất vả nhiều rồi. Mình gặp nhau nhé. Anh nhớ em. Huệ kết thúc điện thoại, nhưng trong lòng vẫn còn xao xuyến bởi ba chữ anh nhớ em mà Quốc nói. Ngoài trời, thời tiết đã chuyển sang mùa hè nóng nực, nhưng Huệ lại không cảm thấy khó chịu, mà như được tiếp thêm năng lượng bởi những tia nắng sống động đó. Một chương mới trong cuộc đời cô đã được mở ra, như mùa hè mới nở rộ ở vùng đất này vậy.